Thủ tướng muốn TP Hồ Chí Minh tiếp tục bứt phá, đóng góp 1 trên 4 GDP cho cả nước. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 12 tháng 4, lãnh đạo TP Hồ Chí cho biết GRDP tăng 7,64%, tương đương cùng kỳ năm ngoái, thu ngân sách ước đạt 98.365 tỷ đồng, tăng 7,18%. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra một số kiến nghị với Thủ tướng Phúc trong cuộc gặp này, ví dụ quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng hay việc tạm ứng vốn cho dự án metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định thành phố sẽ tiếp tục tiên phong trong một số lĩnh vực như xây dựng đô thị thông minh, khai thác cơ hội và ứng dụng thành quả cách mạng 4.0, năng suất lao động và thu ngân sách cao nhất cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một mặt đánh giá cao những kết quả của TP Hồ Chí Minh đạt được, một mặt chỉ ra những tồn động mà thành phố phải khắc phục. Cụ thể, Dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng nhưng 6 trên 9 ngành dịch vụ tăng thấp hơn cùng kỳ. Việc thu hút đầu tư nước ngoài có tăng nhưng chưa tương xứng với vị thế, nhu cầu, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao. Đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế biến, chế tạo rất khiêm tốn, chỉ chiếm 8% trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính chưa đạt kết quả cao, sức bật mới của thành phố trong phát triển, vai trò trung tâm với miền Tây, miền Đông, các vành đai kết nối còn nhiều bất cập, phải tiếp tục tháo gỡ. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tiên phong, dẫn đầu của TP Hồ Chí Minh trong phát triển đối với cả nước. Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu của Đảng bộ, nhân dân thành phố, là trách nhiệm của thành phố đối với Đảng, nhà nước, nhân dân cả nước mà còn là yêu cầu của cuộc sống, của sự phát triển. Do vậy, địa phương phải tìm cách tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển, để có thể so sánh với các thành phố khác ở châu Á. Vì thế, TP Hồ Chí Minh phải là địa phương đi trước trong cuộc cách mạng 4.0, xây dựng thành phố thông minh, đô thị sáng tạo Cải cách hành chính hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh so với các thành phố khác, phải tiếp tục là một trong những đầu tàu quan trọng của cả nước, trung tâm lớn và hiện đại về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước và khu vực ASEAN. Thủ tướng đề nghị thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết 54 của Quốc hội, nghị quyết 48 của Chính phủ, các kết luận của Trung ương để tiếp tục bứt phá, đóng góp 23 đến 25% GDP và 27 đến 28% tổng thu ngân sách cả nước. Vì vậy, lãnh đạo thành phố cần phân công cụ thể, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện 7 chương trình đột phá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Giải quyết các kiến nghị cụ thể của thành phố, Thủ tướng thể hiện sự ủng hộ việc có cơ chế đặc thù để xây dựng quy trình thí điểm rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thủ tướng giao bộ TN và môi trường tổng hợp các ý kiến, cùng TP Hồ Chí Minh trình Thủ tướng để đưa ra phiên họp chính phủ, từ đó có nghị quyết của chính phủ về vấn đề này về dự án đường vành đai 3, Thủ tướng giao Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt theo quy định, trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định và báo cáo. Tên công. Theo trí thức trẻ